Chào các bạn, hôm nay chúng ta chuyển thay đổi không gian một tí sang một không gian rất là chill, rất là thích. Không gian hoàng hôn ở ngay gần công ty. Và để cho phù hợp với không gian này thì mình cũng muốn nói một chủ đề mà các bạn cực kỳ thích. Chắc chắn là các bạn sẽ thích. Đó là hai bước để khiến các bạn trở thành một người nghe tiếng Nhật thật tốt, nghe tiếng Nhật thật giỏi. Trước khi vào nội dung của hai bước này, mình muốn mời các bạn cùng xem một đoạn video rất là ngắn thôi và xem các bạn có nghe được cái đoạn tiếng Nhật này anh ấy nói gì không nhé. Xin mời. これは福島県民の皆さんとの約束です。約束は守るためにありますから、約束を守るために全力を尽くします。Các bạn có nghe được không nhỉ? Thực ra nó là một đoạn cũng không quá khó đâu. Và cái anh này là anh chính trị tên là Koizumi Shinjiro và thuộc dạng người nói dễ nghe trong những người chính trị gia của Nhật. Đó. Thì nếu mà các bạn chưa nghe được anh ấy nói gì hay là nghe được rồi nhưng mà cứ email chi cũng không nghe được rõ hẳn 100% ấy. Đây là một video dành cho các bạn. Và bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa xem chúng ta nghe được chưa nhá. 約束を守るために全力を尽くします。約束を守るために全力を尽くします。約束を守るために全力を尽くします。Đó, và nghe lần hai nhiều bạn vẫn chưa nghe được. Không sao. Lát nữa chúng ta sẽ có đáp án. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung của hai bước. Bước đầu tiên đó là lý giải từ, cụm từ và ngữ pháp. Tức là gì ạ? Để chúng ta xây nhà, chúng ta cần có một cái móng vững chắc. Nghe cái này có vẻ nó rất là bình thường thôi, nhưng cái bình thường này, cái cơ bản này, rất nhiều, chỉ hơn 90% số các bạn đang học tiếng Nhật chúng ta chưa làm được. Bây giờ để ví dụ cho nó, chúng ta cùng nhau xem cái đáp án, xem cái sắp của cái video vừa rồi chúng ta xem. これは福島県民の皆さんとの約束です。約束は守るためにありますから、約束を守るために全力を尽くします。Đó, tức là anh ấy muốn nói là gì ạ? Zenryoku wo tsukushimasu. Zenryoku wo tsukushimasu, tức là cố gắng hết mình, nỗ lực hết sức đấy. Các bạn có nghe được không ạ? Để nghe được cái này, chúng ta cần phải biết được cái cụm từ là Zenryoku wo tsukusu. Cụm từ như thế, dùng hết sức mình, cố gắng hết sức mình đấy. Tại sao ạ? Vì anh ta không nói rõ từng từ, từng chữ trong cái câu này mà anh ta chỉ nói rõ cái từ Zenryoku thôi. Còn tsukushimasu anh ta nói rất là nhanh. Đó, cũng giống như trong tiếng Việt thôi. Ví dụ, mẹ hỏi ăn gì, nghĩa ăn gì, bảo con ăn gì cũng được. Bình thường sẽ nói thì con ăn gì cũng được. Nhưng văn nói chúng hay nói là gì ạ? Con ăn gì cũng được. Con ăn gì cũng được. Chúng ta ngắt âm đi. Đó. Và chúng ta không hiểu cái cụm từ gì cũng được ấy, thì chúng ta không thể hiểu cái câu đấy là gì với một người nước ngoài. Đó, internet. Cho nên là gần đây mình thấy có nhiều bạn đang học cái phương pháp sai lầm, đó là nghe thụ động. Cứ bật TV lên, xong cứ nghĩ là bật TV 24/24 là mình đã giỏi tiếng Nhật lên, không cần phải cố gắng cái gì cả. Hay là nghe thụ động, cứ đeo tai nghe xong bật nhạc Nhật lên là được. Không phải, đấy là nó là chúng ta tự lừa bản thân mình là mình đang chăm học. Thực chất là mình đang không hề tiến bộ trong việc học tiếng Nhật. Chúng ta phải học cái sự cơ bản. Thằng này, nó hay đi với thằng này. Và cái cụm này nó có nghĩa là gì? Từ này có nghĩa là gì? Và cái mẫu ngữ pháp này nó có nghĩa là gì? Đó, đừng quên nhá. Bước thứ hai của chúng ta đó là lý giải âm. Lý giải từ, cụm từ và ngữ pháp có thể nhiều bạn được rồi, nhưng cái đến cái phần lý giải âm này nhiều bạn kém. Nhiều bạn chưa làm được. Tại vì sao ạ? Đây, bây giờ chúng ta nghe lại đoạn vừa nãy đi. これは福島県民の皆さんとの約束です。約束は守るためにありますから。約束を守るために全力を尽くします。Cái câu cuối của anh đang muốn nói, bình thường lúc chúng ta mới học hoặc là khi mà chúng ta phát âm sai, chúng ta nói là gì ạ? Chúng ta hiểu câu đấy anh ta đang nói là zen liu cự ố chữ cự si mát, đúng không? Nhưng không. Khi mà chúng ta biết phát âm rồi thì chúng ta sẽ phát âm là gì ạ? Zen liu cự ố chữ cự si mát. Đó là cái phát âm đúng, nhưng chưa đủ. Vấn đề nằm ở đây, nhưng chưa đủ. Thực tế trong văn nói của người Nhật, người ta nói là gì ạ? Yakusoku wo mamoru tame ni zenryoku wo tsukushimasu. No tame ni zenryoku wo tsukushimasu. No tame ni zenryoku wo tsukushimasu. Tức là cái zenryoku thì người nói bình thường đúng không? Nhưng mà cái không nói là tsukushimasu đâu. Tsu trong văn nói người ta chỉ nói là rất nhẹ thôi. Cự không là cự đâu. Nó không nặng như thế đâu. Nó không rõ như thế đâu. Nó là tsukushimasu. Đó. Cho nên nhiều khi chúng ta đã, cái tiếng Nhật mà chúng ta nghĩ với tiếng Nhật mà người Nhật đã nói trong văn nói, nó là hai thứ khác nhau. Đó là một nguyên nhân rất là quan trọng khiến chúng ta không nghe được. Và
bây giờ là cái cách giải quyết, cách đối sách với cái việc này. Đầu tiên, nếu các bạn muốn giỏi nghe trong giao tiếp thì đơn giản thôi, chúng ta phải giao tiếp nhiều, phải nói chuyện nhiều với người Nhật để hiểu xem thật sự người ta đang nói với cách nói như thế nào. Hoặc nếu chúng ta không có môi trường như thế thì có rất là nhiều bộ phim anime, bộ phim Nhật bình thường, đúng không ạ? Có Việt sub, hoặc không cần Việt sub được, tiếng sub của tiếng Nhật của thôi cũng được. Hoặc là YouTube. YouTube mình thấy cực kỳ tiện vì chúng ta có thể tua đi tua lại một cách cực kỳ nhanh chóng. Một video rất là ngắn thôi, từ 5 đến 10 phút thôi, để chúng ta xem thật sự là người Nhật người ta đang phát âm với cái cách nói như thế nào. Thì sau khi nghe nhiều như thế nó quen tai, thật sự là đúng. Ví dụ Skushimas, chúng ta nghe được, trong đầu chúng ta nhận thức được là nó nói theo cái kiểu đấy, thì lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 ấy, thì chúng ta không nghe nhầm nữa. Đó. Cái thứ hai, nếu chúng ta muốn nghe giỏi để đạt được điểm cao trong kỳ thi GPT thì chúng ta hãy nghe thật nhiều các bài thi nghe, nhưng không phải là cứ nghe bừa là được, mà kể cả bài đấy chúng ta làm đúng hay chúng ta làm sai, chúng ta phải đều dở script ra. Dở script ra vẫn với hai bước. Bước thứ nhất là gì ạ? Lý giải cụm từ và ngữ pháp. Chúng ta phải xem đâu là những cái cụm từ chúng ta chưa biết, và ở đấy sẽ có những cụm từ mà chúng ta biết rồi. Nếu mà đọc từ từ là chúng ta nghe được, nhưng mà khi người ta nói chúng ta lại không nghe được. Vậy chúng ta phải xem, phân tích xem tại sao nó đúng vẫn là cái này, mà trong đầu óc của chúng ta nó đang nhận thức theo cái kiểu gì mà nó lại không nghe ra. Thật sự người Nhật trong cái băng vừa rồi người ta nói theo kiểu như thế nào thì nghe đi nghe lại cái chỗ đấy 2-3 lần, thì dần dần lần sau không bao giờ chúng ta sẽ nghe nhầm cái câu đấy nữa. Đó, nhớ nhất hai bước: lý giải từ vựng, ngữ pháp và lý giải âm. Đó, khi các bạn học nghe, luyện nghe theo hai bước như thế này thì chắc chắn mình khẳng định, mình hứa với các bạn là các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh và nó rất là chắc. Nó không phải là ăn sổi, đó là một cái phương thuốc mà nó có tác dụng dài kỳ cho các bạn. Đó, Ides nè. Ở đây là cái nội dung video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ. Ngoài ra về rất là nhiều những cái phương pháp để học tiếng Nhật, từ vựng, ngữ pháp hay là đọc hiểu, nghe hiểu, mình có rất là nhiều thứ muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nó sẽ hơi sâu, nó không ăn sổi đâu. Cho nên là nếu mà các bạn thích những cái video kiểu như thế này ấy, thì nhất định hãy cho mình một like, một comment nhá. Một like, một comment. Nếu mà video này có nhiều tương tác thì mình sẽ cho ra một cái series kiểu như thế này. Đồng ý với nhau nhá. Hãy では、皆さん、ぜひ、頑張ってください。応援しますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。